Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú chị nha. Chấn động rồi, nóng 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 nóng. Chị mì xào nhà ta đã bị vỡ alo. Trời ơi trời. Bởi vì ta nói cái gì cũng vậy, người ta nhịn có giới hạn. Chị mì xào nhà ta đã bị coi như là bà Ni bà chỉ thẳng mặt và vả cho vỡ alo rồi cả nhà. Nè. Cả nhà muốn biết không? Muốn nghe không? Nghe à, vỡ alo nè, vỡ alo. Ôi, chị ơi, em nói chị lên chị nói em biết mà làm YouTube mà đúng không? À, chị giàu, à, chị giàu sao nè. Nó không có dành giàu với chị, không? Còn á nha, bởi vì á chị nói riết rồi em nghe gì mà ai cũng né chị hết trơn nha. Vậy là em thần trước trước em thương chị là em thần tượng vậy là em sai lầm mà đúng không? Chết rồi. Hên quá, không có chị em lâu dài được. Bây giờ cả nhà nghe nha. Nay có đáp trả. Hôm nay đi chị nói chuyện về do bình thường thì Nay không có đáp trả, Nay không nói gì hết. Không do ông đáp trả. Mà hôm nay Nay thấy một cái đoạn TikTok gửi cho Nay là im quá. Thì chị ấy tưởng là chị ấy là mẹ thiên hạ, Ngáo quyền lực nha mọi người. Mà không thấy mình nói thì mình coi cái không mình đó, người ta có chửi mình hay không, lớn to nhóc cái luôn rồi, 40 mấy tuổi rồi, 50 tuổi rồi, không bốn mấy nha, sinh năm 81 á, trời ơi, 81 hả? Rồi, ai giành? Giàu quá. Sinh năm 81 á mọi người. Sinh năm 81 á. Mẹ thiếu điều như má tôi vậy đó. Đây không có đám đả. Đi lên đây nói chuyện là dài dữ vậy ta. Có cháu nội vậy bộ. Nói cho biết cho nhục. Ủa. Chị cứ kêu con vô ơn. Chị có làm gì đâu mà vô ơn ta. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân chật tay chật khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Sơ sơ thôi ha. Vậy là còn phía trong còn thấy ghê nữa. Người ta sợ hay là kêu có tự tiệm kêu khinh á, nói tới dai quá, nói dai như đĩa đó, trời, nói bà này bà dai như đĩa, như con sâm nó y chang với nhau luôn, nói là dai, tôi nói đĩa, mọi người biết đĩa rồi, đĩa là không cách nào, giờ có bấm có gì ra nó cũng qua que tạch vậy tạch gì đó, rồi giờ tới Loan nữa, em nói chị nghe nè. Chị có thấy chị càng nói á, Loan nó càng được mọi người yêu thương không? Đúng rồi. Buôn bán càng đông không? Rồi mình nói lên. Mình được gì? Không, càng ngày càng ghét mình. Hồi xưa người ta ngưỡng mộ mình bao nhiêu, mình theo Loan á, mình ngưỡng mộ bao nhiêu. Phải dùng cái từ là lết theo đó mọi người. Phải dùng cái từ đó, không có nói, không có nhục đâu, phải dùng cái từ luôn á mọi người. Lết theo. Người ta không chào đón mình, người ta không welcome mình, phải dùng cái từ là lết luôn đó. Trời ơi. Trời ơi, phải hiểu rồi.
quá trời quá đất. Anh hai Vũ Luân cũng né, Phương Lê cũng né, Đi cũng né. Cả đó mọi người thấy không? Mọi người coi clip, cả bé Tranh nó cũng né luôn đó. Có nghĩa là người ta nhìn quá hậu kỹ quá, quá hậu mà ai cũng né chứ trời. Ôi chơi cái gì mà với ai đắng chạy. Đúng rồi, đỉnh cao của sự kịch bị là im lặng. Mà nói dai, nói dài, tự rồi nó tự nhiên môi chuyện người ta lên. Trời ơi, nè nói nghe nè. Lấy chồng già như Phương Lê, hàng ngàn người ao ước. Một cái bếp của Phương Lê thôi là năm cái nhà chị cộng lại nha. Nha, không có đưa Phương Lê lên đâu. Tài sản của Phương Lê á là một cái bếp thôi, năm cái nhà chị cộng lại. Ghê ghê ghê. Trời ơi, mình không có bao nhiêu hết á, mà mình lên mình khoe, mình ta đây, mình vỗ ngực xưng tên. Khổ ghê luôn á mọi người. Không biết nhục, không biết nhục là gì luôn á. Rồi tự khen, tự giàu, tự lên. Mình có làm gì. Ví dụ mình chụp hình, mình làm gì, đừng có để cho người ta bắt bài mình. Mình đi soi người ta thì đừng để dân chúng soi lại. Không. Ghê quá. Không, 1981 chị ơi. Mình thì ta thở đi, ta thở khí oxy đi, thở khí sân si hoài. Ai giành đẹp, có ai giành giàu đâu trời. Tự nhiên lên cái em này, em đại diện phát ngôn, em đi Mã Lai, em Mã Lai. Thì mình bản lĩnh mà, mình quen bộ này kia mà, kêu thở anh thử tên cho coi. Bộ. Kêu thử tên thiệt luôn đi. Ví dụ kêu tên mớm, kêu ra tên mớm luôn. Quen bộ. Ví dụ như kêu con Mã Lai, kêu tên Mã Lai nè. Quen bộ. Trời ơi, bản thân mình nó đi đâu cũng ai chào đón hết. Trời. Em cũng đi ăn dưới nó sáng. Mà hậu kỹ chứ. Rồi đi về, không tính tiền. Rồi để cho nó lên, nó phốt vậy. Rồi không biết chụp biết quên. Bao nhiêu người đổ bộ về mình, chỉ trích mình, phanh phui mình. Người ta có bằng chứng đầy đủ luôn. Mà không biết quê biết chụp tối ngày lên ngoài lên. Bây giờ tới bêm luôn mớm. Cái chuyện làm ăn mớm trời ơi hại nó. Cái bụng bây giờ nhặt 40.000, 80.000 gì á. Đồ ăn phốt nó vậy mà người ta mua hoài. Mua càng ngày càng đông. Nó phải như vàng đâu. Vàng đâu có đủ tuổi. Người ta kiểm không được. Chứ đồ ăn đắt rồi người ta nhìn ta thấy liền. Vàng muốn đủ tuổi phải đi kiểm. Chứ lại vô mua tiệm rồi đúng nó rồi. Đâu, đâu, nó đi nhận đồ hết đắt về nó bán. Trời ơi, con người gì mà dơ bẩn, con người gì mà bẩn bựa, hại người ta được giờ lấy chuyện buôn bán cho người ta hại người ta. Nó đã không thèm nói tới rồi, con nhỏ nó không thèm nói tới luôn mọi người. Mớm là nó không thèm đá động tới luôn rồi. Tự nhiên lấy chuyện nhập hàng nhập đồ lên bà đúng dơ đúng là bị giỏi luôn á trời. Mọi người biết không?
kia đã quảng cáo cho Phương Lê. Đi nói lầm đi nói đưa cho Dũng. Phương Lê nó không cho quảng cáo luôn. Mà Phương Lê là bà không cho quảng cáo luôn, mà tôi bình thường mà. Rồi đi mọi người thấy giờ ai cũng né. Ông hai ông né đó, ông biết ông né đó. Ly cũng né, Phương Lê cũng né, Hồng Loan cũng né. Chơi với ai cũng né hết. Trời ơi. Tội nghiệp chị tôi quá trời quá đất. Người nổi tiếng gì mà đi ai cũng né trơn vậy. Tự nhiên cái nhỏ không im, cái phá cái chuyện làm ăn của nó. Tự nhiên cái con vô ơn đi vô tự đu drama. Nó tự lót luôn, mọi người dùng cái từ là lót theo luôn. Trời đất ơi. Tiền YouTube họ làm đổ vô túi hôm nay hả trời. Đổ vô túi mớm hả. Cười khơi luôn á. Bởi vậy ai mới vô ơn đúng không cả nhà, ai mượn theo. Rồi tiền bao năm qua kiếm tiền YouTube đổ vô trong mặt cách gì ơi, tăng trường phúc tiên nguyên bà tám. Rồi để thám tử cao đó vô đó, hàng ngày rảnh đó chị vô thám tử cao chị coi chị đọc đi. Trời ơi là trời. Trời ơi, chị ơi là chị ơi, chị ăn ở sao mà người ta nói chị là phải lết theo chị người nổi tiếng mà đi chơi với ai người ta cũng không chịu hết trơn vậy, người ta cũng né chị hết trơn nha. Trời ơi, kỳ quá hà, mấy người này kỳ quá, mấy người này vô ơn. Chị Sun nhà tôi là chị làm á, là chị làm là chỉ cái dạng như là coi như là chỉ làm đó, là lấy cái tiền YouTube đó là chị để coi như là chị để đó thôi chứ chị đâu có ấy gì đâu, thấy không đó. Trời ơi nhà chị giàu lắm mà mọi người không biết đó. Thấy chị up hình lên không, chị up hình lên công nhân của chị chụp làm ngày làm đêm rồi luôn đó, mà năm đâu mấy năm trước gì đó chứ ngoại hình mới đây nha. Trời đó ơi là trời đó, vả cho vỡ alo chưa đó, thấy chưa, nói nó làm chi đó, nói người ta hoài họ này kia nọ rồi cứ cuộc kết quả làm sao, kết quả người ta cũng đâu có bị cái gì đâu chị thấy không, nào người ta bán cái gì đi xôi người ta cái đó. Trời ơi trời, trời ơi là trời, ai cũng né chị hết vậy ơi. Chị ơi là chị, bữa giờ em tưởng đâu là chị coi như là người ta chào đón welcome chị lắm, ai dè đâu. Trời ơi trời, chị cũng lết, chị cũng đi theo ABC này kia cái nọ. Trời ơi, người ta làm ăn á, người ta cũng phải cần quảng cáo, mà tới giờ chị mà người ta cũng không cần quảng cáo luôn rồi chết luôn rồi, chị là người nổi tiếng nữa. Ao lòng dễ sợ, ôi đường đau vô cùng, cùng vô cùng đớn đau. Chị của tôi sao kỳ, hoa hậu gì mà đi tới đâu người ta cũng né mình hết trơn. Chị hoa hậu ơi, chị hoa hậu ơi, làm sao sống nổi hết con trăng này đây. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, là người ta mới nói sơ sơ thôi đó, chứ còn mày muốn đặt chị mà khều nó nữa, mày muốn nó khui ra nữa là nhụt nữa không. Rồi clip đến đây thôi nha cả nhà, đây phần hay nhất nè. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè,
rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.